Kính thưa quý vị, một tuần nữa lại trôi qua và Trí Thuận rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 16:40 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, các chiêu thức lừa đảo của kẻ gian ngày càng táo bạo và cũng rất nhanh chóng thay đổi thủ đoạn, cách thức gây án để có thể lừa đảo, cướp đoạt tài sản và sống ung dung trên công sức lao động của người khác. Một chiêu trò lừa đảo khá mới xảy ra trong thời gian gần đây. Nạn nhân trong câu chuyện sau khi bị mất xe, ngoài việc trình báo lên cơ quan chính quyền, song song đó, anh cũng đăng tin lên web và nhờ cộng đồng mạng tìm lại tài sản. Thật không may, trong số đó lại có kẻ lợi dụng việc này để giăng bẫy lừa. Hãy cùng Trí Thuận theo dõi tình huống được tái hiện lại ngay sau đây để vạch trần thủ đoạn của kẻ gian và có bài học cảnh giác cho bản thân mình, quý vị nhé. Hơn nửa năm trước, tôi bị mất một cái chiếc xe máy. Nhờ nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan chức năng đã tìm lại được chiếc xe cho tôi rồi. Điều mà tôi muốn kể đến cho bà con cùng cảnh giác đó là trong quá trình tìm lại chiếc xe, nó cũng khá là gian nan. Thậm chí tôi đã bị sập bẫy lừa của kẻ gian. Chuyện là sau khi bị trộm lấy mất xe, tôi lật đật đi báo công an. Rồi tôi cũng đăng tin lên trên các trang mạng xã hội là mình bị mất xe, mong là cộng đồng mạng sẽ tìm giúp tôi. Và tôi từng đọc có những trường hợp tương tự là xe bị mất, sau đó đăng lên mạng và may mắn tìm lại được xe. Alo, cho tôi hỏi, số điện thoại này có phải của anh Phương không ạ? Dạ đúng rồi ạ, xin lỗi là ai gọi cho Phương ạ? Dạ, tôi vừa đọc tin trên mạng á, anh muốn tìm lại chiếc xe bị mất đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa anh ơi, bọn anh tìm được chiếc xe của em ha? Tôi chính là người vô tình mua được chiếc xe của anh nè. Ủa? Anh mua được chiếc xe của em hả? Anh ơi, cho em hỏi là anh mua được chiếc xe đó ở đâu với lại ai bán cho anh vậy anh? Trời ơi, ta bán cho tôi đi mất tiêu rồi sao tôi biết được? Mà giờ anh có chuộc lại xe không? Tôi sẽ cho anh chuộc. Tôi mua lại 5 triệu. Giờ chỉ cần anh đưa tôi số tiền đó, sẽ đưa xe lại cho anh. Anh ơi, với lại làm sao mà em tin là anh đang giữ chiếc xe của em? Với lại em cũng biết anh ở đâu nữa, làm sao chuộc anh? Thì bây giờ anh cứ mang tiền lại tôi đưa cho em chuộc thôi. Tại tôi thấy chuyện này cũng hên đó. Tại vì tôi vừa mua xe anh xong, cậu tôi bán lại xe của ông. Tôi thích cái xe của ông lắm, mua lại xe của ông. Nên tôi thấy anh đăng bài nè, xe kỷ niệm này thôi. Giờ anh đưa tiền lại tôi đưa xe để mua xe cậu tôi. Dạ anh ơi, em làm phiền anh chút xíu nha. Hồi giờ anh giúp giùm em anh chụp được chiếc xe của em á, là chiếc xe luôn. Để em xác nhận nó đúng thật sự là chiếc xe của em á, tụi qua anh chụp. Trời ơi, tôi xài thôi của bắp mà chụp được đâu anh. Ủa? Mà anh nói anh xài điện thoại của bắp, sao anh thấy được thông tin của em đang tìm xe anh? Trời lắm đó anh ơi, tại vì tôi không có xài smartphone. Mà bây giờ anh cứ qua chụp đem tiền qua đi, rồi xe cũng ở bên nhà tôi chứ đâu anh sợ. Tôi đâu có kêu anh chuyển khoản rồi tôi gửi xe cho anh đâu. Tôi tiếc chiếc xe vừa mới mua, không riêng gì về vật chất mà còn cả tinh thần nữa. Vì đây là của cải đầu tiên của vợ chồng tôi tích góp lại để mua được nó. Và cũng nghĩ là nếu tự tìm lại được nhanh chóng thì đỡ vướng vào cái thủ tục của cơ quan chức năng nên đồng ý. Mà không ngờ chính việc không trình báo lại khiến tôi hối hận về sau. Tôi nghĩ là tôi cứ đến gặp anh ta trước, nếu đúng là chiếc xe của tôi thì tôi sẽ chuộc xe về. Ngay sau cuộc gọi đó thì anh ta nhắn cho tôi cái địa chỉ và thời gian. Vì nôn nóng mong tìm lại được chiếc xe, tôi bắt xe ôm đi liền và chỉ đi một mình thôi. Theo địa chỉ ghi trong tin nhắn thì tới nơi là mỗi con hẻm, chứ không phải là địa chỉ nhà chính xác nữa. Dạ, anh đã chụp xe đúng không? Dạ đúng rồi, anh Lâm đúng không ạ? Về nhà đi. Dạ. Dạ anh ơi, cho tôi xem coi. Anh sao á? Anh đưa điện đi. Nhưng mà anh phải dẫn xe lên đây em thấy xe xong mà em mới đưa tiền anh chứ.
nó nhỏ nhỏ, má tụi bà khó lắm. Bà mà nghe tôi mua xe ăn trộm là tôi chết luôn. Nhưng mà bây giờ em phải thấy xe mới đưa tiền được chứ, tại vì em mới mất xe. Bây giờ tự nhiên em đưa tiền anh, lỡ anh cầm tiền em anh đi luôn rồi tự nhiên em mất xe mất tiền luôn sao? Đâu có được anh. Anh bây giờ anh không đưa tiền em, em dắt xe lên đây xong cái anh kiếm lý do anh không trả tiền cho em rồi sao? Rồi lúc đó máy em nghe nữa. Thôi thôi thôi, đưa tiền trước chắc ăn anh ơi. Trời anh nói vậy không được rồi. Nói thiệt với anh là chiếc xe này là chiếc xe kỷ niệm của vợ em. Em rất là cưng nó cho nên em lặn lội em tìm nó. Em tìm được tới đây là chắc chắn em phải chuộc lại rồi. Chứ tự nhiên em lên tới đây em cất công tới đây rồi em làm bậy vậy anh. Thì bây giờ xe cũng nằm ở trong nhà tôi chứ ở đâu. Ở dưới dắt lên cái đường sao anh cứ lèn èng hoài vậy. Bây giờ anh không đưa tiền không tôi bán cho người khác à, thanh lý á. Không à, dạ dạ em đưa. Nhưng mà anh dắt xe lên liền với em nha. Trời ơi đằng sau anh lên tôi dắt liền cho anh chứ tôi để làm gì. Tôi rất nóng lòng chuộc lại chiếc xe. Tôi không còn đủ sáng suốt để xem xét lại những lời nói của anh ta có hợp lý hay là không hợp lý. Cộng với việc là anh ta liên tục hối thúc khiến tôi mất bình tĩnh và tự giải quyết đúng một mình. Giá như khi đó tôi sáng suốt thêm tôi gọi cho công an thì việc đâu đến nỗi như vậy. Tôi chỉ nghĩ là nhà này là của anh ta. Người nhà anh ta đang ngồi ở trong nhà. Anh ta cầm tiền của tôi rồi thì phải đưa xe cho tôi thôi. Tôi đang ngồi ở cửa mà, sao anh ta có thể bỏ trốn được chứ? Thấy anh ta đường đường đi xuống phía sau nhà nên tôi an tâm ngồi ở phía trước nhà chờ. Vừa tính xuống dưới nhà dò hỏi xem sao thì thấy có người phụ nữ lớn tuổi cầm cái ly nước đi lên. Lúc đó tôi đoán là mẹ của anh ta. Dạ, chào cô. Uống nước đợi chút cọc. Nó chạy ra cao thêm á, nó về liền à. Dạ, cảm ơn cô. Con ngồi đợi anh chút xíu được rồi. Ủa, nhưng mà chạy ra cao thêm là sao cô? Thì ra rút tiền. Rút tiền chị? Tiền nãy con có đưa cho ảnh rồi mà. Cái đó chuyện cậu tôi đâu có biết. Nó nói tôi là nó đi ra rút tiền để về đóng tiền phòng thì tôi mới cho hai cậu thuê chứ. Ủa? Đóng tiền phòng là sao cô? Con đâu có đi thuê phòng đâu. Thì nhà tôi cho thuê phòng mà. Dạ không, con tới đây là để con gặp con trai của cô á. Là để con xin chục chiếc xe. Con trai gì ở đây mà xe cổ gì? Đâu không biết. Dạ cái chuyện gì là cô, con bị mất chiếc xe. Rồi con không biết sao con trai cô á mua được chiếc xe của con. Rồi mà bữa con đăng lên trên mạng con tìm chiếc xe vậy đó thì anh thấy rồi anh mới cho con chuộc. Rồi hẹn ngày hôm nay đến đây nè. Nãy anh dẫn con vô đây. Rồi anh nói là ngồi đợi xuống anh dẫn xe. Rồi nói có cô rồi. Ủa mà nhà cô á có mình cô hay là còn ai lớn tuổi nữa không cô? Thì đúng rồi, nhà tôi có một mình tôi là lớn tuổi à, còn chồng tôi thì đi làm rồi. Dạ vậy thì đúng rồi. Nãy con trai của cô dẫn con vô đây nói con ngồi đợi. Rồi có má của ảnh là cô á đang ở phía sau. Trời cậu nói cái gì tôi cũng không hiểu nữa. Nhà tôi không có con trai, nhà tôi toàn có con gái không à. Thì cái anh hồi nãy mới kêu con ngồi đây nè, rồi anh nói là anh xuống anh dẫn chiếc xe con lên mà con ngồi con đợi nãy giờ con không thấy anh lên. Tôi không có biết. Mà cậu ngồi đây sao cậu thấy nó đi đường này nè, sao cậu thấy được? Là sao? Hồi nãy giờ. Ủa nhà cô là có cửa sau á hả? Ừ. Ủa nhà cô có cửa sau? Ừ. Anh nói đi rút tiền. Ừ. Cô ơi, bà con nó chịu rồi đó. Để giờ ra rút tiền vô đặt cọc cho cô luôn. Dạ dạ. Anh đó không phải con trai cô. Không. Vậy là con bị gạt rồi hả cô? Tự nhiên sao bữa anh nói là anh là chủ nhà này rồi anh nói cho con chuồng xe rồi kêu con ngồi đợi rồi con đưa tiền cho anh. Tự nhiên mất xe rồi mất luôn tiền luôn hả cô? Thank you.
Tên lừa đảo đúng là rất rất là ranh ma. Sau khi thấy tôi đăng thông tin mất xe lên mạng thì đã lên kế hoạch lừa đảo. Hắn ta nói hắn đang giữ chiếc xe và nói tôi mang tiền đến chuộc xe. Hắn rất ma mảnh khi không đòi số tiền chuộc quá cao để tôi có đủ khả năng mà chuộc lại xe. Song song đó, hắn chọn một cái ngôi nhà có cửa sau và tới dò hỏi bà chủ nhà trước. Con bàn với bạn con rồi, nó đang chạy lại á. Nếu mà được á, tụi con coi phòng xong, con dọn vô đặt cọc cho cô luôn. Con tính ra nhanh nhanh đi. Nhớ khu vực này á, phòng của nhà tôi là rẻ nhất đó cậu. Dạ, con thích ở đây nè, cô buôn bán gì đây tiện lắm. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Chạy tới cái cổng màu xanh á. Rồi rồi, tới đi rồi, rồi tôi ra đó. Cô ơi, bạn con tới rồi. Mà cái ý của nó không muốn ở đây. Để con lên thuyết phục nó nha cô. Hắn ta đánh vào cái tâm lý nôn nóng muốn chuộc lại xe, cộng với việc ăn nói khéo léo, muốn tôi chuộc lại xe nhưng lại bỏ ra bất cần. Thì bây giờ xe cũng nằm ở trong nhà tôi chứ ở đâu. Ở dưới dắt lên cái đường sao anh cứ lèn èn hoài vậy. Bây giờ anh không đưa tiền không tôi bán cho người khác à, thanh lý á. Hắn đã dẫn dụ tạo niềm tin là nhà này là của anh ta để tôi yên lòng ngồi chờ. Không à, dạ dạ em đưa. Nhưng mà anh dắt xe lên liền cho em nha. Trời ơi, đằng sau anh lên tôi dắt liền cho anh chứ tôi để làm gì. Dạ. Bữa mình cũng trao đổi qua điện thoại là em xin chuộc 5 triệu, anh gửi. Thằng nát. Dạ. Hắn cầm tiền đi vào trong nhà, lừa cả cô chủ nhà rồi chạy ra cửa sau trốn mất. Mong là qua câu chuyện này thì bà con của mình cũng cảnh giác, nên bình tĩnh, kiên quyết từ chối trước cái việc mà bất thường rồi báo ngay cho công an cơ quan để được giúp đỡ. Thưa quý vị, bằng nghiệp vụ chuyên môn thì chỉ sau vài ngày trình báo, phía cơ quan công an đã tìm được và trả lại chiếc xe cho nạn nhân. Anh vui mừng vì chiếc xe tìm lại được, nhưng chắc hẳn anh không bao giờ quên được bài học đắt giá cho sự chủ quan, nôn nóng qua đây. Chí Thuận mong rằng quý vị và các bạn hãy thật sự cảnh giác, đừng mất bình tĩnh trước lời hối thúc giao tài sản của người lạ mặt và kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng nếu thấy có sự bất thường và nghi hoặc quý vị. Con Huy rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, bọn lừa đảo sở hữu những kỹ năng biến hóa đạt đến tầm chuyên nghiệp. Chúng có thể là bất cứ ai, từ người quen cho đến kẻ lạ, nên rất khó để nhận biết trước. Bọn chúng có thể nhập vai và diễn xuất hoàn hảo đến mức bạn chỉ có thể nhận ra mình bị lừa khi chúng đã cao bay xa chạy. Cùng xem một tình huống mà ban biên tập Chuyện Cảnh Giác đã tái dựng lại ngay sau đây quý vị nhé. Có ai ở nhà không ạ? Ra nhận hàng đi ạ. Dạ, con chào cô. Ủa sao mà nhờ chuyển hàng gì mà tối quá vậy cậu? Dạ cô thông cảm, tại vì sáng giờ con chuyển hàng nhiều quá, giờ con mới ghé được nè. Cô đợi con xíu nha. Trời, hàng nào cô? Nhìn thùng hàng được đóng gói cẩn thận, bên ngoài có ghi địa chỉ, số điện thoại người gửi, người nhận rõ ràng. Tôi không lấy gì làm lạ hết, bởi tháng nào tôi cũng nhận hàng đóng gói từ bưu điện của con trai ở thành phố gửi về hết đó. Đúng rồi, thùng hàng này là của tôi nè, có tên tôi nè. Dạ. Có tên con trai của tôi nè. Số điện thoại nữa, đúng rồi đó cậu. Mà chi phí nhận chuyển nhiêu vậy cậu?
Dạ, chi phí vận chuyển là hết 650.000 đó cô. Nè, con có ghi ở trên đây nè. Cái gì mà cao dữ vậy? Cô thông cảm nha. Tại vì theo con biết á, là cái thùng hàng này không có nằm trong cái danh mục của bên dịch vụ bên con á, cho nên phí nó hơi cao. Với lại bắt đầu từ tháng 6 á, là cái phí vận chuyển của bên con á, nó tăng lên chút xíu đó cô. Trời ơi, tôi nào giờ tôi vẫn nhận hàng của thành phố về, có bao giờ mà nó cao dữ vậy đâu. Cái này mắc quá luôn á. Nhận cỡ 50-60 ngàn là tối đa à. Tôi cẩn thận xem lại thông tin được dán trên thùng hàng một lần nữa. Thông tin đều đúng, mọi thứ vẫn y chang lần nhận hàng trước. Chỉ có duy nhất là tiền phí vận chuyển quá nhiều. Trong nhà lúc đó có một mình tôi hà. Thấy phí cao, tôi không dám tự ý đưa tiền. Lúc đầu tôi tính là lấy điện thoại ra gọi cho thằng con để hỏi xem gửi hàng hóa gì mà nhiều tiền như vậy. Nhưng giờ nó đang trực ca trong bệnh viện, gọi thì cũng đâu có nghe máy được, nên tôi quyết định gọi cho ông nhà. Alo. Alo. Ông, công chuyện ông xong chưa vậy? Chưa, có gì không bà? Ôi, ở bên chuyển phát nhanh nó gửi cái thùng hàng của ông Út gửi về nè. À, vậy hả? Rồi bà coi bà nhận đi. Không có được, kỳ này á hả, phí nó lên tới 650 lần ông ơi. Trời, cái gì mà mắc dữ vậy? Thì đó. Bà có gọi Út chưa? Trời ơi, gọi sao được, giờ nó đang trực mà, gọi nên sao nó bắt máy. Thôi thôi, tôi thấy cái này bà nên hỏi Út kỹ đi rồi bà hãy nhận nha. Mà ông. Trời ơi. Thôi được rồi, để tôi cúp máy đi, để tôi lo. Sao cô? Giờ chắc cô không lấy thùng hàng này quá con ơi. Nó mắc quá, 650 lần, thôi con trả về công ty cho cô đi ha. Dạ không sao. Nếu như cô không nhận cái kiện hàng này thì con đem con trở về cho người gửi. Nhưng mà nếu lần sau mà kiện hàng này muốn giao nữa là tiền nó phải gấp đôi lần đó cô. Tại vì bao gồm là phí lưu kho nè, vận chuyển nè. Với lại nếu như hàng hóa trong đây nó có bể hay là mất mát hư hao gì là bên con hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha cô. Thiệt là lúc đó tôi không biết phải làm thế nào luôn á. Gọi cho ông nhà cũng như không. Giờ gọi con trai thì không được. Mà hàng này chuyển về lại, lỡ như đúng là con tôi gửi thiệt á, tự dưng mất oan mấy trăm ngàn. Chưa kể thiệt hại bên trong. Cứ nghĩ đây là của người bưu điện thiệt. Chứ người lạ vào thì sao biết rõ nồm nộp thông tin của gia đình tôi. Gói hàng ngoài danh mục chắc là nó có giá trị nên phí mới cao như thế. Kỳ cục dữ vậy trời. Để con chở về cho người gửi nha. Khoan đi. Thôi được rồi. Để cô nhận cho. Dạ. Chờ cô vô lấy tiền gửi phí con nha. Dạ. Đây 700. Dạ. Đây, con nhận cô 700 ha, để con thớt cô. Đây, con gửi cô 50. Cảm ơn cậu. Dạ rồi. Dạ cô ơi, thùng hàng nặng lắm, để con khinh vô giùm cô nha. Nặng thiệt. Dạ, đây. Tôi cứ để yên gói hàng ngoài sân, rồi vào bên trong nhà làm công chuyện nhà tiếp. Vì tôi muốn chờ ông nhà về rồi cùng khui thùng hàng luôn. 650, không lẽ cái thùng này hồi chiều bà gọi điện bà nói mình rồi bà nhận rồi. Bà mười ơi. Sao dạ. Tôi hỏi bà cái này cái coi. Ông về đó hả? Ừ. Nè, cái thùng này có phải cái thùng hồi chiều bà gọi điện tôi đó không? Đúng rồi đó ông, tôi chờ ông về để mà khui hàng nè. Trời, tôi đã nói bà nó mắc quá để hỏi thằng Út thế nào bà nhận, tại sao bà nhận chi vậy? Thằng Út sao gọi nó được, nó đang đi làm mà, gọi đâu bắt máy được đâu mà gọi. Trời, phải gọi coi tình hình thì sao mới dám nhận chứ sao bà nhận. Với lại, trời ơi, nó 650, nhưng mà khi mình trả hàng về mà nó nói là lần sau nó giao lại á, phí nó lên gấp đôi. Mà lưu kho cái gì mà nó bể hàng hay là mất hàng nó không chịu trách nhiệm nữa. Thành ra tôi lấy đại luôn á. Thôi, tôi bà khui hàng đi. Coi gì trong đó. À, rồi. Kéo ra.
Cái gì vậy? Trời. Cái gì mà gạch đá không vậy nè? Trời. Trời. Hay là chị Phát Nhanh nó có đóng lộn hàng cho mình không vậy ông? Tôi nghĩ là không phải lộn đâu. Bà cũng biết á, thằng Út nhà mình nó rất cẩn thận. Mỗi khi nó đóng hàng mình á là nó tự tay nó chọn hàng rồi nó gói gã ghém cẩn thận rồi nó mới đóng vô thùng, nó đem ra chuyển phát nhanh cho mình. Cái này là không phải lộn đâu. Nói tới đây là tôi biết mình bị lừa rồi. Ông nhà tôi ổng nói á, thôi đừng gọi cho con, mất công con nó lại lo chứ không giải quyết được gì. Tôi cũng thắc mắc làm sao mà nó biết thông tin nhà mình để nó ghi lên cái nhãn này vậy? Thì bởi vậy ông coi nè, đó rõ ràng tên tôi nè, rồi họ tên thằng Út nè, rồi cả số điện thoại liên lạc nữa. Bởi vậy tôi mới dám nhận chứ. Kiểu này là mình bị lừa thiệt rồi. Thôi bây giờ vậy đi, để tôi với bà đi qua nhà anh Bảy tổ trưởng đó, kể lại sự tình cho anh nắm. Rồi nay mai họp tổ dân phố, nói cho bà con biết để mà cảnh giác cái bọn này. Trời ơi, mất tôi hết 650.000 của tôi. Trời ơi. Tôi với ông nhà đến nhà của tổ trưởng để kể lại sự việc. Sau khi nghe xong là anh tổ trưởng cũng tham khảo ý của nhiều người. Tụi tôi đều nhất trí nghĩ rằng kẻ gian biết được thông tin người gửi và người nhận chính xác như vậy có thể là do những lần trước sau khi nhận hàng tôi để nguyên thông tin trên thùng mà không cắt bỏ đi mà đem vứt cả thùng. Ủa? Giờ này ông đi đâu vậy? Tôi đi qua nhà anh Bảy đánh cờ chút. Bà hồi chiều có gọi điện cho thằng Út chưa? Trời, nó đang làm mà gọi gì ông? Thôi bà coi gọi đó báo là mình nhận hàng rồi nha. Rồi rồi. Đi. Có thể kẻ gian đã vô tình nhặt được và dựa vào những thông tin trên tờ phiếu giao hàng và thông tin nghe ngóng được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng tôi mà Văn Bảy lừa đảo. Bằng hình thức giả danh nhân viên chuyển phát nhanh, thời gian vừa qua thì kẻ gian đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trắng trợn với thủ đoạn tinh vi. Trước khi tiếp cận, những nhân viên giỏm thường tra cứu và nắm bắt thông tin của con mồi rồi mới lên kế hoạch để thực hiện. Vì vậy, trước khi nhận một món hàng nào đó, bà con nên xem kỹ thông tin cả người nhận và người gửi. Nếu cần thì có thể gọi cho bên gửi. Đặc biệt là không nên đưa tiền cho người khác khi phát hiện có biểu hiện bất thường. Và đặc biệt, khi giao nhận hàng hóa xong thì chúng ta nên xóa bỏ phần thông tin giao nhận trước khi đem vứt, kẻo bị lừa đáng tiếc như nạn nhân trong tình huống trên quý vị nha. Quý vị đã từng gặp những gian hàng lưu động được quảng cáo là cách tiếp thị của công ty chưa? Quý vị có tò mò ghé vào xem và chọn mua những sản phẩm được chào mời với giá rẻ bất ngờ, còn chất lượng thì hạ hồi phần giải. Hãy cùng theo dõi tình huống nghe sau đây cùng với Quang Huy để xem cách thức mà kẻ gian tiếp cận và dẫn dụ các nạn nhân mua những sản phẩm này như thế nào và có bài học cảnh giác cho riêng mình quý vị nha. Rồi 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 anh chị ơi, ghé mua nước giặt đi nha. Hôm nay tụi em bán, mai nghỉ mốt đi Mỹ lấy thêm nước giặt về bán cho anh chị, phục vụ cho anh chị luôn nha. Rất là thơm nha. Em nói cho các anh chị biết, trên đời này có một không hai. Một cũng là nước giặt, hai cũng là nước giặt của bên công ty tụi em luôn. Ra giá rẻ bèo giặt mây trôi. Mà anh chị ghé qua gian hàng tụi em lựa nước giặt chị ơi, ghé nước giặt đi chị ơi. Nước giặt về tặng chồng ông xã, đang giặt áo thơm phức luôn chị ơi. Thấy màu áo của em không? Trắng quá thì trắng luôn, thấy không anh chị ơi? Ghé lựa đi anh chị ơi. Và đặc biệt, quý anh chị mua 5 bình 5 sản phẩm này được tặng một sản phẩm quà tặng tùy chọn luôn nha. Gồm có nè, nước tương nè, đường muối bột ngọt nè, thấy không? Dầu ăn nè, ấm điện luôn nha, rất là đặc biệt nha. Đây, vô lửa đi chị ơi, lửa đi anh ơi, lửa đi chị ơi, cô ơi, lửa đi cô ơi. Cuối tuần qua, trên đường từ chợ về, thấy có nhiều người xúm tụm lại, mặt hớn hở, xách những chiếc túi hàng. Tôi tò mò chạy chậm chậm nhìn, thì ra đó là gian hàng lưu động bán nước giặt. Thấy có nhiều người mua, lại bị thu hút bởi tiếng rao vui nhộn của người bán hàng. Đợi cho khách vãn ra một chút, tôi tấp xe vào xem thử. Chị ghé mua nước giặt đi chị ơi. Tụi em bán sớm luôn chị ơi, hôm nay bán, ngày mai nghỉ, ngày mốt đi Mỹ luôn để lấy thêm nước giặt cho bán cho anh chị luôn chị ơi. Ghé đi chị ơi, rồi những quà đặc biệt đang chờ nha. Rồi nước giặt hương hoa chị nghe, hoa cúc nè, hoa li li nè, rất là thơm chị nha. Đó, đi mua về tặng ông xã đi chị. Chị mua nước giặt đi chị, hàng công ty chính hãng không á chị?
Dạ. Nhưng mà sau nay nước giặt mà bán ở ngoài dọc đường giống hội chợ quá vậy. Dạ, do công ty của em đang có chương trình á, đưa hàng về chợ nông thôn á, nên hôm nay tụi em mới có ở đây nè chị. Dạ, đúng rồi. Hàng chính hãng nên chị yên tâm về chất lượng nha. Nãy giờ em có thử mùi thấy sao em? Em thử cái mùi này nè chị, thơm lắm, mà giá rẻ nữa. Mà ngày hôm qua em mới mua 5 kg bột giặt, giờ mua nửa tiết tiền. À. Chị, cái nước giặt này của em á là có hạn 2 năm lận á chị. Mà nó có ưu điểm á là nó không có bột dính trên quần áo như là cái bột giặt, mà còn xài được cho da nhạy cảm nữa. Vì giặt đồ cho em bé là vô tư luôn á chị. Thôi giữ mùi nè, rồi thơm lâu nữa chị. Chị, hoa li thơm lắm. Tôi cầm chai nước giặt lên xem thì tuy là một cái nhãn hiệu lạ, tôi chưa từng xài qua bao giờ, nhưng thấy ở bình cũng có ghi thông tin khá đầy đủ, như là nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, rồi thành phần. Tiêu chí để mua nước giặt thì chủ yếu là sạch, trắng và thơm thôi, nên tôi đề nghị với người bán cho tôi ngửi thử. Nhưng mà biết sao không? Ở nhà á, chị quen cái mùi giặt mấy năm nay rồi. Bây giờ mua loại mới không biết mùi nó làm sao, em cho chị hửi thử được không? Dạ, trời ơi, bên em bán hàng uy tín mà, nên chị cứ yên tâm. Nhà em á, cũng xài cái mùi này nè chị, cũng dễ chịu nhất trong năm mùi luôn á. Ngon, thơm ha. Mà chất lượng thật tốt nha, tẩy trắng nha, thấy không? Áo em nè, thấy không? Ở đây của tụi em á, mua 5 bình chị được tặng phẩm nè chị. Nước tương nè, đường, bột ngọt. Rồi chị muốn lựa cái nào cũng được đó. Hiện tại á, là đang có chương trình kích cầu, nên mỗi chai á, giảm hơn giá bình thường 30.000 nữa chị. Còn được tặng quà nữa. Dạ đúng rồi. Thấy mọi chuyện đều ổn, với lại đang giảm giá nên tôi quyết định mua 5 chai cho nhà tôi và cho nhà ba mẹ hai bên xài luôn. Cũng rẻ hơn gần 200.000 chứ ít đâu. Vậy thôi lấy chị 5 bình đi. Dạ. Em thấy chị mua thôi em cũng mua luôn. Chứ mua 5 bình nó rẻ gần 200.000 lần chứ ít gì. Dạ vậy để em vô lấy hàng mới hai chị nha. Để em xíu nha chị. Rồi hai chị mỗi chị 5 bình luôn nha. Rồi ok em. Em cảm ơn hai chị. Người thanh niên lấy hàng mới ra cho tôi kiểm tra. Hàng được niêm phong hẳn hoi, nên tôi cũng chẳng mở ra kiểm tra làm gì. Về tới hẻm nhà tôi thì cũng giới thiệu cho chị em trong xóm tranh thủ ra mua được giá rẻ. Thế nhưng khi vừa đổ ra, tôi phát hiện chỉ phần ít ở trên là nước xả giặt được, đựng trong túi ni lông. Còn phần nước phía dưới là nước trắng bình thường. Tôi đã hiểu ra thủ thuật của bọn chúng. Chúng dùng bao ni lông đựng nước giặt thật, dùng keo dán kín vào miệng ống, khéo léo vô cùng. Vì vỏ bình là trắng đục nên nhìn từ bên ngoài khó phát hiện được bên trong chứa những gì. Nhớ lại lúc tới mua, tôi đâu có tận mắt nhìn vào bên trong đâu. Người bán hàng chủ động đổ ra cho khách hàng ngửi thử mà. Lừa kiểu này ai mà phát hiện được. Giờ có ra mắng vốn cũng có được đâu. Họ bỏ đi mất tiêu rồi. Thôi đành rút kinh nghiệm, sau này chỉ mua ở cửa hàng quen hay là siêu thị mà thôi. Đúng như kinh nghiệm được rút ra từ nạn nhân, con Huy mong rằng quý vị hãy cảnh giác và chúng ta chỉ nên mua hàng hóa của những cửa hiệu thân quen, uy tín. Ở đây bọn lừa đảo đã sử dụng chiêu thức ma mảnh, chỉ có phần phía trên nắp là sản phẩm thật, còn lại phía dưới đều là nước. Và theo đó là tặng phẩm đi kèm khiến cho các nạn nhân lơ là để dễ dàng rút hầu bao của họ. Người tiêu dùng cần đề cao cảnh giác với những gian hàng lưu động một đi không trở lại này quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Quang Huy rất mong sẽ được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Quang Huy cũng luôn mong mỏi sẽ nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email của chương trình chuyencanhgiacvn@gmail.com. Và chúc cho quý vị sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.